Hey yo, what's up, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Techroom.vn. Trên tay mình hôm nay là Realme 2 Pro, một chiếc máy có cấu hình cực kỳ cao ở phân khúc tầm trung với chip 660 và 8GB RAM. Với cấu hình siêu mạnh này thì các bạn chắc cũng từng một lần thắc mắc là chiếc máy này có thể chơi tốt được hết những tựa game mà nặng nhất ở thị trường thời điểm hiện tại hay không. Thì hôm nay mình sẽ test những tựa game vừa nặng mà cũng vừa phổ biến được rất nhiều người chơi ở Việt Nam thời điểm hiện tại, xem chiếc Realme 2 Pro này có thực sự cân hết nổi những tựa game này hay không nha. Ok, thì tựa game đầu tiên mình muốn test trong video hôm nay là Mobile Legends Bang Bang. Cái game này là một game mới được phát hành bởi Vinagame. Và đồng thời với đó mình quyết định test tựa game này một lần nữa là bởi vì Realme cùng với cái nhà phát hành của tựa game này đã có sự phối hợp với nhau để tối ưu hóa cái tựa game Mobile Legends Bang Bang với tất cả chiếc máy của Realme. Thì hôm nay với 660 8GB RAM thì không biết là tựa game này có thể chơi mượt được hay không, thì chúng ta cùng nhau test trong video hôm nay nha. Đó là một tựa game tầm trung thôi nên là với chip 660 cùng với xung nhịp rất là cao là tới gần khi 2GHz, do vậy nên là thời gian load của tựa game này thì cũng rất là nhanh. Ok, mình sẽ vào một trận đấu 5 năm xem thử sao nha. Ok, như vậy là mình đã vào game, mình sẽ tiến hành mua đồ và đi ra lane. Như mình đang thấy ở đây mình là pháp sư thì mình sẽ đi đường giữa. Ở game này thì có cách bố trí trụ cùng với các lane thì giống với Liên Quân Mobile. Chúng ta sẽ có 4 lane chính là đường giữa, đường trên, đường dưới và đường rừng. Đó, nhịp độ chơi của những tựa game này thì cũng rất là nhanh thôi. Ủa, gì vậy? Gì vậy mấy bạn? Ôi, mình có chiến con đầu luôn, quá đỉnh. Ok, mình sẽ cho các bạn xem cài đặt của tựa game này một chút. Thì mình đều đang để toàn bộ những thiết lập về hình ảnh của cái máy này ở thiết lập cao nhất. Như các bạn thấy, tất cả đã được bật lên mức cao nhất rồi. FPS cũng là FPS cao luôn. Và chơi thử xem thử như thế nào nha. Toàn bộ những thiết lập có thể bật được thì mình đều đã bật được hết rồi. Loa ngoài của máy cũng khá là to nữa nên phục vụ cho việc chơi game thì rất là ok. Rồi, ok, như vậy là mình đã hoàn thành một trận đấu của game Mobile Legends Bang Bang với 60fps và toàn bộ thiết lập ở mức cao nhất. Thì các bạn thấy chiếc Realme 2 Pro này chơi cực kỳ mượt mà và không có dấu hiệu của giật lag gì cả. Gọi là, nhưng mà có một vấn đề là máy bắt đầu là có sự nóng lên nhẹ ở mặt lưng, ngay cái chỗ mình cụm camera và cảm ứng vân tay thì mình đã nhận được cái độ ấm của máy này rồi. Nên là chắc là mình sẽ cho cái máy này 9 điểm khi mà chơi cái game này. Đáng ra với người bình thường thì chúng ta sẽ out game kia ra luôn rồi chơi tiếp một game nữa. Nhưng mà bởi vì đây là Realme 2 Pro với 8GB RAM nên chúng ta sẽ cứ để đây im đó, chúng ta sẽ chơi tiếp Liên Quân Mobile xem sao. Đó không phải ạc của mình, đó là ạc của đồng nghiệp của mình. Nên là mình sẽ tiến hành chơi thử một trận đấu thường thôi. Nếu mà không may chơi hạng nó rớt hạng của đồng nghiệp thì mang tiếng lắm anh em à. Ok, như vậy là thời gian load rất là nhanh, mình đã vào game Liên Quân rồi. Và mình sẽ bật cài đặt xem sao. Cài đặt là FPS cao này, như các bạn thấy. Toàn bộ các cài đặt khác thì mình đang đều để mức mặc định và cao nhất có thể. Mình sẽ tăng độ sáng lên một chút. Chuyển từ Mobile Legends chuyển qua cái Liên Quân này thì các bạn cũng thấy thì đồ họa của Liên Quân có vẻ cao cấp hơn Mobile Legends một chút, nhưng mà cũng không có nhiều. Dù sao thì Liên Quân cũng nặng hơn mà. Ôi, một kill. Có quá dễ không anh em? Các bạn nói thử đi, có phải là mình chơi hay là chỉ là mình hay thôi các bạn. Ôi, lại có mạng. Bạn ơi, hai mạng. Trời ơi, là mình hay rồi, không thể nào mà hơn hai lần một lúc được, chắc chắn là mình hay. Với Liên Quân thì cũng dù nặng hơn mà không khác gì Mobile Legends Bang Bang. Mình đang chơi, mình vẫn đang chơi rất là mượt mà. Sau khi chơi hai tựa game thì nhiệt độ của máy bắt đầu tăng lên khá là nhiều rồi. Nếu mà các bạn cầm máy bây giờ thì các bạn sẽ cảm nhận được rõ là nhiệt độ bắt đầu lan xuống phía dưới mặt lưng luôn, chứ không chỉ là chỉ ở khu vực phía trên nữa. Đó, nhưng mà nói chung thì nhiệt độ này vẫn chơi được. Còn nếu các bạn đeo thêm ốp lưng nữa thì chừng này nhiệt độ nó chưa thể xuyên qua được ốp lưng đâu. Nhưng mà đồng đội mình ngu ha, bỏ lan đi hết kìa. Chưa tới 10% pin cho hai cái ván game liên tục thì chứng tỏ về cả thời lượng pin và hiệu năng của máy này đều rất là tốt với chip 660. Ok, mình sẽ để ở đó và mình sẽ tiếp tục với tựa game cuối cùng là PUBG Mobile. Mình sẽ xem thiết lập của cái tựa game này hiện tại. Đồ họa thì mặc định là ở mức cân bằng và FPS trung bình luôn. Mình sẽ đổi lên HD và FPS cao để xem thử với mức max setting máy này chấp nhận được. Ok, đồ họa khá là đẹp, dù răng cưa còn nhiều. Mình sẽ bật luôn khử răng cưa xem ra sao. Mình sẽ bật khử răng cưa. Đồ họa có vẻ đẹp hơn rất là nhiều rồi. Mình sẽ tiến hành chơi thử một. Lúc nãy đang quay đoạn nhảy dù thì đột ngột máy quay có vấn đề, nên là mình phải sửa máy quay, do đó sau đó mình rớt xuống chỗ nào thì mình cũng không biết luôn. Nhưng may mắn thì vùng này hình như có vẻ nằm trong bo.
Ok, mình sẽ nhanh cố gắng là sinh tồn để cho các bạn xem thử hiệu năng thực tế của máy này với tựa game này thì ra sao. Hiện tại chúng ta đang có khoảng ở đây là 40fps và mức độ họa tất cả đều đạt mức cao nhất có thể với khử răng cưa đầy đủ luôn nha. Mình sẽ tìm một chiếc xe để mà lái thử, vì lái xe thì nó sẽ yêu cầu load map rất là nhiều, do vậy nó sẽ bị lag với những chiếc máy giá rẻ và cấu hình không đủ tốt. Thì mình sẽ thử với Rim 2 Pro xem sao. Đó rồi. Chạy đèn trời. Các bạn xem này. Ủa, nó tự chết rồi. Chắc là bot. Thằng này. Tao sẽ đấm chết mày thằng này. Ê. Để đấm chết mày. Ok, như vậy chắc là đủ rồi. Mình sẽ nhường chiến thắng này lại cho các bạn khác ở trong bản đồ này và kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video test game trên chiếc Rim 2 Pro của techroom.vn. Mong rằng những trải nghiệm ngày hôm nay của mình với những tựa game mà vừa phổ biến cũng vừa nặng trên điện thoại hiện tại thì các bạn đã thấy rõ được hiệu năng thực tế của chiếc máy này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.